giống như tế bào gốc phôi, tế bào gốc đa năng cũng có thể chuyên biệt hóa thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể bằng cách tuân theo các dấu hiệu sinh hóa. Các nhà khoa học đã nghiên cứu những tín hiệu và tín hiệu đó trong một thời gian dài để quá trình này có thể được hiểu và kiểm soát. Các nhà nghiên cứu hiện đã tìm hiểu thêm về cách các tế bào tác tính đa năng và chuyển thành dạng chức năng cuối cùng của chúng. Báo cáo trong kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia PNAS, một phân tử được gọi là BEND3 đã được tìm thấy để tắt hàng trăm gen có liên quan đến sự biệt hóa và duy trì tính đa năng. Các tế bào chuyên biệt hóa và chỉ đạt được danh tính của chúng khi BEND3 được điều chỉnh giảm. Nghiên cứu này đã cung cấp những hiểu biết mới về các quá trình phát triển và cũng có thể áp dụng cho nghiên cứu ung thư, trưởng nhóm nghiên cứu Supriya Prajan, chủ nhiệm bộ môn và là giáo sư tại Đại học Illinois Urbana-Champaign cho biết. Prajan cho biết ở nhiều tế bào ung thư, sự tăng sinh là không thể kiềm chế, bởi vì các hoạt động kiểm tra chu kỳ tế bào không hoạt động như bình thường. Các tế bào thường ngừng tăng sinh tích cực khi chúng được biệt hóa hoàn toàn. Prajan nói thêm rằng những dự đoán về mức độ đáp ứng của ung thư với các phương pháp điều trị thường liên quan đến tình trạng biệt hóa của nó. Khối u càng biệt hóa thì tiên lượng càng tốt. Theo Prajan, nếu một liệu pháp thu nhỏ thành công một khối u, các tế bào gốc có thể tái tạo lại các tế bào đã bị cắt bỏ, phục hồi khối u. Có thể cải thiện phương pháp điều trị ung thư bằng cách chuyển các tế bào ác tính từ chế độ tăng sinh sang chế độ biệt hóa. Một bộ điều chỉnh chu kỳ tế bào có thể làm được điều đó. BEND3 được biết là rất quan trọng đối với chu kỳ tế bào và nhóm của Prajan đã xác định rằng nó có thể ngăn chặn hoặc làm giảm sự biểu hiện của gen khi nó liên kết với các phần khác nhau của bộ gen. Nếu BEND3 bị loại bỏ, biểu thức đó đã được khôi phục. Prajan nói, khi bạn thực hiện những nghiên cứu biểu hiện gen này, bạn có thể thấy hàng trăm gen tăng lên, hàng trăm gen giảm xuống. Nhưng những gì nó thực sự có nghĩa gì? Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã trả lời câu hỏi đó. Họ xác định rằng nhiều gen điều hòa có thể khuyến khích các tế bào phân hóa. Khi BEND3 liên kết với các gen của chu kỳ tế bào, các tế bào không phân biệt. Khi BEND3 bị loại bỏ, các tế bào sẽ tiến tới sự biệt hóa. Có những chất điều hòa chu kỳ tế bào khác. Một số trong số đó có tương tác với BEND3. BEND3 dường như đóng vai trò trung tâm trong quá trình quyết định số phận của một ô Prajan lưu ý. Điều này khiến nó trở thành mục tiêu tốt cho các loại thuốc mới. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là các loại thuốc nhắm vào phân tử có thể đi kèm với các tác dụng phụ. Công việc bổ sung được báo cáo trong Gene and Development bởi nhóm của Prajan và các cộng tác viên đã phát thảo dữ liệu cấu trúc về cách BEND3 kiểm soát sự biểu hiện của gen. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.